Xin chào anh em nhé, mình test một cái máy Nintendo Switch bản Lite màu xanh cho một bạn khách ở trong Hồ Chí Minh. Đây, bạn khách này thì bạn mua hàng của mình lần đầu nhưng mà bạn chuyển full tiền rồi. Đấy, rất là tin tưởng, chuyển khoản full tiền rồi. Đấy, thì mình đã cài game các thứ xong rồi, bây giờ mình sẽ review máy cũng như là hướng dẫn bạn cách sử dụng nhé. Đây, con máy Lite này hình thức còn khá là đẹp đấy. Ok, sơ qua về cái các cái phím bấm cũng như là cái giác cắm thì ở phía dưới này đấy, nó sẽ có cái cổng Type-C, USB Type-C nhá. Cái này có thể dùng cục sạc điện thoại sạc được, các Type-C là được đấy, nó không kén như là cái tay game của PS đâu. Tay game của PS thì sẽ không sử dụng được được cái cục sạc điện thoại đấy, nhưng mà con này thì dùng được nhé. Có một cái khe để nhét thẻ nhớ ở đây đấy, con này thì là thẻ 128 đấy, bạn chỉ lấy một thẻ 128 thôi đấy, thì nó nhét khe thẻ nhớ ở đây. Cái này nếu mà muốn nâng cấp thẻ nhá thì bạn phải gọi điện cho mình sẽ hướng dẫn nhé. Rồi, ok, đấy là phía dưới. Còn ở phía trên này nó sẽ có cái này là cái khe để nhét cái thẻ game đấy, nếu như mà bạn thích chơi game bản quyền cũng được, mua game bản quyền về nhét vào cái khe này đấy. Tí mình sẽ hướng dẫn chuyển sang cái ROM gốc để chơi game bản quyền nhé. Cái con này hack nhưng mà vẫn có thể switch sang cái ROM gốc để chơi game bản quyền được đấy. Đấy, dân chơi thì nó gọi là on off ấy, hack nhưng mà vẫn on off được. Cổng tai nghe, khe tản nhiệt, đây là phím volume, một phím nguồn đây đấy. Con Lite này thì cái Joy-Con của nó sẽ gắn liền luôn với thân máy chứ nó không tháo rời được như cái bản V1, V2 và OLED đấy, nó gắn liền luôn. Thực ra gắn liền cũng được, cầm cái con Lite này đi du lịch chơi thứ thì nó nhẹ nhàng hơn so với cái con V1, V2 hoặc OLED. OLED thì nó hơi to đấy, còn con Lite này thì cầm đi rất nhẹ nhàng luôn, đi du lịch rất tiện. Mình nghĩ là mua con Lite là hợp lý đấy, mình đi chơi thì mình cũng mang cái con Lite này đi cho bọn trẻ con nó chơi chứ mình không bê cái dòng OLED hay là V2 với hiếc đi làm gì, nó to lắm đấy. Cầm cái này nhẹ nhàng lắm. Đây, các cái phím bấm, phím bốn hướng này, joystick này, đây có một phím dấu trừ này, còn bên này sao, bên này có dấu cộng này đấy, A, B, X, Y này, một cái joystick nữa này, phím home này để chờ vào màn hình chính nhá. Đấy, ở phía trên này thì ở bên trái nó sẽ có cái phím L, dưới này là ZL đấy, còn ở bên phải nó thì sẽ có R và ZR ở phía dưới đấy. Thì sơ bộ qua cái các cái phím bấm ở trên cái con Switch này là như vậy nhá. Các bản Lite, bản OLED hay bản V1, V2 cái phím bấm nó như nhau, cái bố trí của nó cũng như nhau đấy, nó chỉ khác mỗi cái là cái bản Lite này thì không tháo được Joy-Con thôi đấy. Rồi, ok, thì ở đây cái tem bảo hành của mình đây nhá. Đấy, hôm nay là ngày bao nhiêu, ngày 7/6 nhá. Bật máy thì bạn chỉ cần ấn phím quần này một lần thôi. Đấy, ra máy này mình bật sẵn rồi, thì khi mà bấm một lần như này đấy, thì máy nó sẽ chuyển sang cái sleep đấy, sleep mode nhá, chứ không phải tắt đâu đấy. Cho nên là mọi người lưu ý là không phải phím đấy là phím tắt đâu. Bấm một lần không chưa máy nó chưa tắt đâu, nó vẫn đang chạy ngầm ấy, ở chế độ sleep ấy. Đấy, cho nên là muốn tắt hẳn thì tí nữa mình sẽ hướng dẫn sau. Ok, thì con này thẻ của nó chỉ 128 thôi, bạn chỉ lấy thẻ đấy thôi đấy, thì game mình cũng đã cài theo yêu cầu của bạn. Game cài yêu cầu của bạn này đấy. Một số game bạn yêu cầu tải thêm, ví dụ như là Pokemon Violet này, rồi Pokemon Legend đúng không?
với cả một bản Pokemon Diamond nữa. Đây thì mình cũng đã tải cho bạn rồi. Ngoài ra thì các cái game khác thì mình cũng đã tải cho bạn, nó đầy cái thẻ rồi, đầy cái thẻ rồi. Đây là cái trình giả lập chơi game cổ nhá, gồm có Game Boy này, Game NES này, SNES này, Game PS1, Game Sega. Đây thì tí nữa mình vào mình sẽ hướng dẫn. Và dưới này là cái ứng dụng để tải game, nó là cái store để mà tải game nhé. Rồi ok, bấm phím home, bấm home là nó sẽ trở về cái menu như này. Đấy. Game thì nó chỉ có một lượt ở trên đâu, nó không thể hiện hết được, thì mình sẽ bấm vào cái on software này. Đấy, on software này, chọn on software này, nó sẽ list hết tất cả các game mấy trang liền, được chưa? Còn cái bản bấm cái bản home thì nó chỉ có các cái thông tin như này thôi. Và phía dưới này nó sẽ có các cái lựa chọn, ví dụ như là controller để mình test tay kiểm tra cái Joy-Con này. Đấy, rồi vào phần system setting, vào phần data management. Data management thì ở đây mình sẽ xem được là cái dung lượng của cái bộ nhớ trong cũng như là cái dung lượng của cái thẻ micro SD card. Đấy, bộ nhớ trong thì hiện tại đang còn trống khoảng 8.6 GB, còn bộ nhớ ngoài thì là full rồi. Bộ nhớ ngoài có một thẻ 128. Đấy, cấu hình ban biếc nữa thì là nó chỉ đâu đó có khoảng 100 GB thôi. Con này thì mình cũng đã cấu hình ban nhá, chống ban rồi nhá, cho nên chơi online thoải mái, không sợ bị hãng nó ban máy. Ok, đấy là cái thông tin data management. Thì trong này nó có cái phần manage software này. Đấy, manage software thì mình có thể xem được cái list game, cái danh sách game mà nó đã được cài trong cái những cái software mà nó được cài trong cái máy này. Đấy. Hoàn toàn là cài trên cái thẻ nhớ ngoài nhá. Đấy. Còn cái bộ nhớ trong ấy, cái system memory này thì nó sẽ để save game. Đấy, khi mà bạn chơi game mà save cái bản save game ấy thì nó sẽ save vào bộ nhớ trong nhá, nó không save vào memory card đâu. Đấy. Ok. Và cái này lưu ý một nữa đó là khi mà bạn download game từ cái store ấy, thì bạn phải kết nối mạng nhá. Đây, vào internet này, xong rồi chọn phần internet setting. Bạn về bạn sẽ kết nối wifi nhà bạn. Đấy, ở đây mình đã kết nối sẵn rồi. Kết nối wifi thì nó mới vào được cái kho game để mình tải game về nhá. Ok, ra bên ngoài. Đây thì bây giờ mình sẽ vào cái kho game để giới thiệu cho bạn. Đây, kho game nó là cái Team Fortress này nhá. Cái phần hiển thị phông nó bị lỗi thì cứ thoát ra vào lại là được. Máy nào cũng bị thế chứ không phải riêng gì máy này nhá. Mà yên tâm. Đợi nó load xong rồi mình sẽ thoát ra rồi vào lại. Thoát thì đây, bấm về phím home. Bấm phím home thì thực ra nó chỉ ra màn hình chính thôi. Thì game cái software nó vẫn đang chạy này, playing này. Thì mình phải thêm một động tác nữa đó là cái close software. Close software thì bạn có thể một là tớt luôn ở trên cái màn hình này, đây, hoặc là bấm phím X như nhau hết. Con này có cảm ứng nhá. Đấy, tất cả cái switch đều có cảm ứng hết. Ok, thì vào lại nó sẽ xem cái hiển thị lại cái phần phông. Đấy, nó không bị lỗi phông. Ok, cứ ok thôi. Đấy, thì nó vào cái giao diện này. Giao diện này ở bên trái, cái dòng đầu tiên ấy thì là tất cả những game mà đã cài trên cái máy này nhá. Đây, sang bên ô bên phải này, danh sách tất cả game đã cài trên máy. Được chưa? Đấy. Còn game mới thì bạn sẽ xuống phần new game này. Đấy, xong rồi sang cái ô bên phải thì đây là tất cả danh sách game. Nhiều lắm, nhiều vô kể luôn. Thì mình có thể sort theo cái tên này,
thì bấm phím dấu cộng này để sau. Tất cả các phím chức năng này nó sẽ tùy theo cái ứng dụng nhá. Mỗi ứng dụng này nó sẽ có một cái chức năng khác nhau, cho nên là bạn phải xem các cái hướng dẫn của nó dưới này này. Đấy, trong từng ứng dụng, ví dụ B là back, còn A là sort này. Mình sẽ sort theo name đi cho nó dễ. Đấy, sort theo name. Rất nhiều luôn. Bạn có thể bấm cái phím ZL hoặc là ZR này để mà xuống trang nó nhanh hơn, được chưa? Đấy thì game bạn về bạn thích game gì thì bạn có thể vào đây bạn đào. Đấy, lưu ý cho mình chọn game thì lưu ý cái cột Regit này. Đấy, thì bạn sẽ chọn web nhá. Đừng chọn cái JP, JP là ngôn ngữ tiếng Nhật không chơi đâu. Cái cột size bên cạnh nó là cái dung lượng của game, được chưa? Còn cái cột release cuối cùng là cái ngày cuối cùng để nó phát hành cái phiên bản game đấy. Đấy thì bạn vào trong này chọn game, chọn bất cứ một cái game nào đó, sau này bấm A để install thôi, nó sẽ tự động nó download về và nó cài đặt luôn vào cái game ấy vào máy, đợi nó cài xong rồi chơi thôi. Nhưng mà lưu ý là mình phải giải phóng cái dung lượng của cái thẻ đi nhá. Đấy, thì mới có đủ dung lượng trống để mà mình tải game khác về. Đấy, ok, đây thì thoát ra này, close này. Để mà xóa bớt game ấy thì bạn có thể di chuyển đến game đó và bấm cái phím dấu cộng đây, hướng dẫn nó ở hướng dẫn phía dưới này, dấu cộng để vào cái option. Đấy, sau đó mình sẽ chọn cái phần manage software và sang bên này chọn delete software. Delete thì nó sẽ xóa cái game đấy để giải phóng cái dung lượng cho cái thẻ nhớ và bạn có thể vào cái ThemePoint để mình download game mới, được chưa? Rồi. Bây giờ tiếp đến nữa là mình sẽ hướng dẫn bạn sử dụng cái trình giả lập nhá, Retract này. Trình giả lập để chơi những cái game cổ, nó không phải game của hệ Switch mà là game NES, SNES rồi là 64, Game Boy các thứ nhá. Đây thì bạn sẽ vào cái ứng dụng đấy, Retract. Đây trong cái giao diện này thì bạn sẽ sang này. Đấy, sẽ sang bắt đầu từ đây nhá. Đấy, bắt đầu từ đây. Đấy, thì mình sẽ đã tạo sẵn cấu hình sẵn rồi, chép hết game cổ ở đây rồi. Đấy, nó gồm có Game Boy này, mục này mục Game Boy này. Đấy, trong Game Boy thì sẽ có danh sách game ở phía dưới nhá. Xong rồi sang tiếp đến mục Game Net, thấy không? Game Net. Đấy, game Nintendo 64. Đấy. Rồi game PS1, game Sega và cuối cùng là game SNES. Đấy, tất cả những hệ giả lập game là mình đã add vào đây rồi. Mình sẽ cấu hình nó tự nó load ra cái menu này rồi. Bạn chỉ cần vào xong rồi chọn game là chiến thôi. Đấy, ví dụ mình sẽ test một cái game NES nha. Đấy, game NES. Chọn game. Đây nó có hình ảnh game bên cạnh luôn đấy. Đấy, mình sẽ chọn cái này. Đây. 64 in 1 này. Bấm A nhá, xong rồi chọn run. Đấy, kỷ niệm xưa vừa về không? Đấy, mình hay test cái tăng này. Thì chơi trò tăng lắm. Trò này rất hay nhá. Mà cầm cái con Switch này, à con Line này đi mà chơi mấy cái trò này tiện cực kỳ luôn. Đấy. Đấy, tăng này, tăng 1, tăng 2. Nghe chưa? Start game thì bạn sẽ bấm dấu cộng này. Đấy, bấm dấu trừ để chọn hai người chơi hay một người chơi. Nếu mà chọn hai người chơi ấy, thì cái này nó không tháo được Joy-Con thì bắt buộc phải mua thêm một cái tay cầm Pro nữa để kết nối với con này thì mới chơi được hai người nhá. Còn không chơi một người thôi. Sau đó bấm dấu cộng một lần nữa để start game. Đấy, thấy chưa? Hay không? Mình rất thích chơi trò này luôn này. Ngày xưa toàn chơi đồng đội chơi vui lắm. Trò này có thế hệ 8X9X thôi. Ăn mạng rồi. Đấy. Trong cái game net này có nhiều game hay lắm. Cực kỳ nhiều game hay. Chơi này nó hồi ôi rồi thì chết. Đó.
khí chết. Rồi. Đấy, để mà thoát game ấy thì bấm đồng thời phím cộng và trừ nhá. Đấy, nó sẽ ra cái giao diện này, nó sẽ có lựa chọn này, resum tức là chơi tiếp, hoặc là restart là khởi động từ đầu, close content tức là đóng cái game ạ. Được chưa? Được không ạ? Đấy, nó sẽ ra cái màn hình này. Ok chưa? Đấy, mình sẽ chọn game khác để chiến thôi. Đấy, rất hay. Rồi, thoát cái ứng dụng này thì cũng về home. Xong rồi x để close software. Đấy. Được chưa? Rồi. Ok, Pokemon này, thử một game Switch đi, Pokemon đi. Pokemon này mình không thích chơi lắm. Nó kiểu gì ấy. Nhiều người thích nhưng mà riêng mình không thích cái game này một tí nào. Không hiểu sao. Tại vì không chơi được. Nó phải đọc thoại thiếc chả hiểu gì. Bọn trẻ con nó thích lắm. Trẻ con nhà mình nó thích. Đó, hay chưa? Để mình tắt cái đèn này đi cho nó đỡ bị lóa. Nhất là cái game này cứ phải bắt đọc hết luôn cái này. Đấy, nói chung là đây game chắc là bạn chơi rồi bạn sẽ hiểu. Mình không chơi game này, mình chỉ test vào đây thôi nhá. Thoát game luôn, close software. Ok, thì để tắt máy nhá. Tắt máy thì bạn phải giữ cái phím nguồn này này, giữ mấy giây nhá, giữ mấy giây chứ đừng ấn một lần. Ấn một lần nó chỉ vào sleep mode thôi. Đấy, giữ mấy giây nó sẽ ra menu như này và bạn sẽ chọn phần power option, sau đó thì sẽ chọn phần turn off. Đấy, như thế thì là máy mới tắt nhá, chứ còn bạn bấm một lần thì nó chỉ là sleep thôi, máy nó vẫn chạy, nó ngủ. Đấy, nó sẽ hại máy đấy nếu mà mình di chuyển đi, cho nên là bạn chơi xong là bạn tắt máy đi như vậy nhá. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn bạn cách để mà boot vào cái ROM gốc nhá. Mặc định khi mà bật máy lên ấy thì nó sẽ vào tự động, nó vào cái ROM hack để cho bạn chơi game hack. Đấy, còn để mà boot vào ROM gốc ấy thì mình phải làm một vài cái thao tác. Đầu tiên thì mình sẽ bật cái phím nguồn này lên, bấm một lần thôi để nó bật, và ngay sau đó thì bạn sẽ di chuyển cái tay của mình sang cái phím trừ volume nhá, chờ sẵn đấy để khi mà nó hiện lên một cái cửa sổ thì mình sẽ bấm nhanh. Đấy, còn nếu mà bấm không nhanh thì nó sẽ boot qua cái pass qua cái bước đấy, nó sẽ lại boot vào cái ROM hack đấy nhá. Rồi, bắt đầu bấm phím nguồn một lần này, xong đặt tay xong rồi này. Đợi nó hiện lên màn hình lên phát là bấm trừ luôn. Đấy, bấm nhanh. Đấy, nó sẽ vào cái Hakate này nhá. Đấy, thì ở cái bước này mình sẽ chọn cái phần này, reboot này. Tớt vào. Đấy, xong mình sẽ chọn OFW. OFW sẽ là cái ROM gốc nhá. Đấy, còn normal sẽ là cái ROM hack. Đấy, thấy chưa? Nó sẽ boot vào cái ROM gốc với cái Nintendo gốc của nó. Cái logo Nintendo gốc, thấy chưa? Rồi. Đấy, thì những cái game này là cái game game này trước là cái máy này người ta đã cài mua khách trước ấy. Đấy, người ta đã mua ấy rồi này, mua một cái game bản quyền. Tuy nhiên thì cái tài khoản nó đã bị thoát ra rồi. Đây là chỉ là cái game nó vẫn lưu lại ở trên cái máy thôi, không chơi được đâu. Đây bạn để ý này, nó có cái hình cái cloud này. Đây, màn hình hơi tối nha, để chỉnh lên nhá. Có setting này và phần đây screen này cho tăng độ sáng lên, được chưa? Cỡ đi, nhìn nó nét lên. Đấy, thì nó sẽ là có hình cái đám mây này, mũi tên xuống này, tức là nó đang ở lưu ở trên mây, nó chưa được tải xuống đây. Đây chỉ là cái ảnh cũ thôi nhá. Thì cái này tốt nhất là mình sẽ vào đây mình xóa hết đi. Đấy, vào system setting chọn
Data Management. Sau đó chọn phần Manage Software. Đấy. Thấy chưa? Những cái này mình sẽ xóa hết đi nhá. Xóa thì bấm cái gì? Di chuyển đến cái game cần xóa, chọn nó, xong rồi chọn phần Delete Software. Delete. Đấy, thực ra nó những cái đấy nó chỉ là cái ảnh thôi, bạn nhìn này, cái dung lượng của nó không mê này. Cái ảnh thôi, xóa đi cho nó đỡ rác. Game đấy là cái game của cái chủ trước người ta mua eShop ấy. Đấy. Đấy, bạn đã hiểu vấn đề rồi đi. Đấy, xóa hết đi. Cho nó đỡ rác. Đấy, con này cái bộ nhớ trong của nó là nhiều phết đấy. Đấy, bộ nhớ trong của nó vừa nãy là free 8 phải mấy GB, nhưng bây giờ nó giải phóng thế còn tận lên 2,23,7 GB này. Đấy, thấy chưa? Rồi, xóa hết rồi. Thì ở cái ROM gốc này, một là bạn sẽ mua cái thẻ game nhá. Mua thẻ game là cắm vào đây để chơi này. Hai là bạn sẽ tạo tài khoản eShop ấy, lên eShop mà mua. Đây, Nintendo eShop này này. Tạo tài khoản S, nhập thẻ tín dụng và lên đấy mua game số về mà chơi. Đấy, thì cái ROM gốc này bắt buộc phải mua game bản quyền mới chơi được nhá. Đấy, đơn giản không? Ok. Đấy là toàn bộ những cái gì mà mình đã hướng dẫn bạn, chia sẻ bạn cho bạn nhá. Đấy, cách tải game rồi này nó ABC sử dụng máy. Thôi tắt máy đi, nó nhiều quá. Giữ phím nguồn nhá, lưu ý chọn power option, chọn turn off. Đấy, sẽ là tắt máy đi. Rồi ok, mình ship bộ này cho một bạn khách ở trong Hồ Chí Minh. Bạn đã chuyển khoản full cho mình rồi nhá. Đấy, thì bạn nào có nhu cầu thì cứ liên hệ mình, inbox Zalo, Facebook trong phần mô tả video. Đấy. À, các bạn nên mua cái bản Lite này này, cầm đi gì? À, du lịch du liếc cầm đi chơi rất là tiện so với những cái bản OLED hay là bản V2, nó rất là to. Đấy, cầm này tiện lắm. Đấy, mua cái bao nữa cầm vào rất là tiện, và đặc biệt là cái sạc của nó thì là sử dụng chung cái sạc điện thoại Type-C được, không cần phải cái sạc riêng giống như con PS. Ok, thì các bạn lưu ý là nếu mà tin tưởng thì cứ chuyển khoản full cho mình nhá, không vấn đề gì đâu. Nhiều người chuyển khoản full lắm. Đấy, nhưng bạn khách này bạn mua lần đầu thôi nhưng mà bạn cũng chuyển full luôn. Các bạn yên tâm là về cái độ uy tín của mình nhá. Còn không thì bắt buộc phải cọc cho mình thì mình mới ship code cũng như là mình cài game. Vì nó cài với ship code nó mất công lắm. Đấy, mọi người thông cảm. Rồi, video của mình dừng ở đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi nhá. Hẹn gặp lại mọi người ở những cái video tiếp theo. Xin chào.